Thưa sư, bình thường con rất hiền, không làm gì ai, cũng không làm phiền đến ai. Vì khi con biết nhiều về Phật Pháp nên con sống không phiền muộn hay gây oan trái gì cho ai cả. Nhưng có nhiều người lại chọc phá con về việc con tu tập. Họ nói những chuyện như ăn chay là ngu, rồi họ nói những câu rất ác độc với con. Khi con gặp những người như vậy, con rất sân thưa sư. Những lúc con sân như vậy, con có sai hay không? Và vì khi con chưa bao giờ nói gì ai hay làm phiền ai cả, chỉ có người khác hại con và làm phiền con thôi. Gặp những người như vậy, con rất sân, nhiều lúc con không kìm được thưa sư, con nên làm gì? Nhiều lúc con cảm thấy rất hận họ, con sân những lúc như vậy có ảnh hưởng đến sự tu tập giải thoát của con không? Cái đánh giá này đó là cái đánh giá mang tính chất cảm tính, tức là tự mình đánh giá mình. Và trong Kinh Pháp Cú có một câu như thế này nè: lỗi người thì rất khó thấy, rất dễ thấy, còn lỗi mình ấy thì không có chịu thấy. Lỗi người đó thì thấy ngay lập tức, nhưng mà lỗi của mình ấy thì giấu như là kẻ gian mà họ giấu cái lá bài vậy. Vấn đề là sư cần phải cảnh tỉnh quý vị, đó là khi bản thân mình đánh giá mình, đánh giá chính mình, chúng ta rất dễ đánh giá một cách phiến diện và một chiều. Mọi chuyện đều có nguyên nhân chứ không phải là không có nguyên nhân. Thành ra đó quý vị có thể nhờ một cái người bạn hoặc là một người gần gũi với quý vị đánh giá chính mình bằng cái thái độ chân thành. Bởi vì có đôi khi đó người ta thấy mình sân quá, nổi nóng nhiều quá, thành ra họ không muốn nói chuyện, họ không muốn góp ý. Thành ra dẫn đến chuyện là mình có những cái vấn đề của mình mà mình không có thấy. Không ai là hoàn hảo cả, chỉ có những bậc thánh thôi ha. Thành ra mình không việc gì mà mình phải ngại và mình phải nóng giận vì bản thân mình có sai sót hoặc ai đó chỉ những cái sai sót cho mình. Bởi vì cái người chỉ lỗi cho mình á, là họ chỉ cho mình một cái kho tàng, mặc dù sư biết là việc chỉ lỗi nó không có dễ chịu đâu, nhưng mà nhớ giùm sư một câu như thế này: cái người trí đó là người sẽ không nóng giận khi mà có người khác chỉ lỗi. Còn cái kẻ ngu ấy là kẻ sẽ nóng giận và sẽ hiềm hận cái người chỉ lỗi cho họ. Thành ra việc đầu tiên mà quý vị cần phải làm đó là tìm người chỉ lỗi cho mình. Đó là điều nên làm. Bởi vì chỉ khi nào mình thấy được vấn đề của bản thân ấy thì mình mới có cách cải thiện. Sư không tiếp xúc với quý vị, sư không ở chung với quý vị, sư không sống chung với quý vị. Nhưng mà khi sư đọc ấy thì sư thấy ra một vài điều. Cái thứ nhất là cái sư vừa nói, cái cách đánh giá về bản thân của cái người hỏi là khá phiến diện và khá một chiều, chỉ nhìn thấy cái lỗi của người khác và lỗi hoàn toàn do người khác. Đó là một vấn đề của mình. Nên nhìn nhận như thế này nè: khi mà mình thấy người khác có lỗi mà mình không thấy cái lỗi của chính mình thì bản thân nó là cái lỗi lớn nhất. Nhớ giùm. Cái vấn đề thứ hai, bản thân cái tâm sân của mình ấy nó đã là sai. Không cần biết cái chuyện đúng hay sai như thế nào, bản thân cái tâm sân của mình ấy nó đã là sai rồi. Và đối với một người nhiều sân ấy, họ sẽ rất dễ chuốc lấy oán thù. Tôi cảnh báo trước, mà sư cũng không cần phải cảnh báo nữa, bởi vì bản thân quý vị đã trải nghiệm chuyện này rồi. Quý vị, cái người đặt câu hỏi này bản thân á là đã
tự thân trải nghiệm cái chuyện này rồi, đó là gì? Khi mà sân nhiều thì tự mình chuốc lấy oán thù. Không cần biết đúng hay sai, người nhiều sân là người chuốc lấy oán thù. Thành ra đó, một trong những cái nguyên nhân mà cuộc sống của quý vị trở nên khó khăn trong các cái mối quan hệ với người khác, đầu tiên là do tâm sân của mình. Cái sân mình là một cái lỗi lớn ấy, phải giải quyết nó. Nó là một cái lỗi lớn, và chính nó là cái nguyên nhân, cái gốc rễ, nó khiến cho mình gặp nhiều oán thù, nó khiến cho nhiều người họ không ưa, không thích mình. Nó cẩn thận ha. Rồi một cái vấn đề nữa, sư thấy, sư nhìn thấy khi mà quý vị đặt câu hỏi, đó là bản thân cái chánh tri kiến của quý vị đang có vấn đề. Mà nếu như sư nói câu này mà quý vị đang giận ấy, lại một lần quý vị sai. Sai ở chỗ quý vị giận. Và nhớ nãy sư vừa mới trích dẫn một lời của Đức Phật dạy đó, cái người trí đó, khi được người khác chỉ lỗi thì họ không oán giận, bởi vì cái người chỉ lỗi cho họ là người đang chỉ cho họ một cái kho tàng. Còn cái kẻ ngu ấy là cái kẻ oán giận cái người chỉ lỗi cho họ và sẽ hận thù. Thành ra cái chuyện mà quý vị nên nhìn nhận cái khuyết điểm của mình, ai cũng có khuyết điểm hết. Bản thân sư cũng có khuyết điểm, quý vị cũng có khuyết điểm, ai cũng có khuyết điểm, trừ bậc thánh ra thôi ha. Và như sư nói, bản thân cái tri kiến của quý vị đó nó có sai lầm. Muốn biết nó sai lầm ở chỗ nào, nên tham gia những cái lớp học giáo lý. Trước mắt gần nhất là cái loạt bài giảng của sư trong cái học lớp nền tảng ha, đó là loạt bài thứ nhất. Cái loạt bài thứ hai mà sư đề nghị đó là cái lớp kinh hạnh phúc Mangala Sutta, cũng đã có danh sách trong cái YouTube của sư. Quý vị học dùm sư hai cái đó đi, nó sẽ thay đổi cái tri kiến của quý vị khá là nhiều. Nhưng mà một lần nữa sẽ nhắc lại ha, với cái người trí đó thì không có nên nóng giận khi có ai đó chỉ lỗi cho mình. Bởi vì đó chỉ là hành động của kẻ ngu thôi. Khi mà quý vị học xong ấy thì quý vị có thể tìm những cái lớp kinh tạng khác. Ví dụ như sư đề nghị một số lớp kinh tạng nha, lớp trường bộ, lớp trung bộ, lớp tăng chi, lớp tương ưng, sư đề nghị những cái lớp kinh tạng đó. Còn quý vị học đi, học xong đi rồi quý vị sẽ thay đổi những tri kiến, và sau đó đó quý vị quay trở lại những câu hỏi, quý vị sẽ thấy là cái vấn đề sư nói là quý vị chưa có chánh kiến nó nằm ở chỗ nào nha. Còn bây giờ sư nói thì nó sẽ động chạm đến cái quan điểm cố định xưa giờ của quý vị. Quý vị sẽ không đồng ý với sư. Thành ra bây giờ sư tránh trước, và sư nói quý vị đi học lớp kinh tạng đi,